hiểu lầm kinh điển như người chủng lúp và người chủng world. Có thể hiểu nôm na bằng một từ, người lúp là người sống vì người khác, world là người sống vì mình, nhưng người lúp cũng là người sống vì bản thân của mình. Đây là thứ mà rất ít người biết được. Bởi vì theo như suy nghĩ thông thường, mọi người chỉ nghĩ tới việc là người lúp là người people oriented, nghĩa là người hướng về con người, thích quan tâm và để ý tới cảm xúc của người khác, là người rất hết mình vì người khác. Còn người world là người target oriented, là người hướng về mục tiêu của mình, là người luôn muốn chinh phục những mục tiêu lớn hơn có lợi cho mình. Và khi hiểu về hai chuyện đó giống như vậy, có thể hiểu nôm na bằng một từ, người lúp là người sống vì người khác, world là người sống vì mình. Và nếu các bạn hiểu một cách giống như vậy, sẽ rất dễ dẫn tới tình trạng là mình đôi khi mình sẽ mệt mỏi, dằn vặt và trách móc bản thân. Ồ, sao mình không lo gì cho mình hết vậy ta? Sao mình cứ mãi lo cho người khác? Sẽ có những cái dằn vặt và mâu thuẫn nó xuất hiện. Tương tự người world cũng y chang vậy. Mình cứ mãi theo đuổi những mục tiêu của mình, mãi theo đuổi những thứ phấn đấu xa hơn, cao hơn. Và rồi cũng sẽ băn khoăn là ủa, sao mình ích kỷ gì dữ vậy trời? Sao lúc nào mình cũng chỉ lo cho mục tiêu của mình, sẽ không quan tâm tới người khác, sẽ không để ý tới cảm xúc của người này, thể hiện yêu thương với người kia, lúc nào cũng sống vì mình không vậy? Và đó là cái tâm lý hay có, nếu các bạn hiểu về tính cách của mình giống như vậy, comment xuống phía dưới xem đã bao giờ có cảm giác đó chưa. Nếu mình đã từng gặp nhiều cảm giác giống như vậy rồi, anh sẽ chia sẻ với các bạn cách để vượt qua chuyện đó. Điều số 1, tất cả các chủng đều sống vì mình. Nghĩa là gì? Không có chia ra là chủng này hoặc tính cách này, con người này sống vì người khác, chủng này tính cách này là sống vì mình, không. Tất cả mọi chủng đều là người sống vì mình. Người world có thể là rõ ràng, ok, họ đi theo những target của mình, mục tiêu của mình, đúng không? Nhưng người lúp cũng là người sống vì bản thân của mình. Cho anh hỏi các bạn nè, nếu bạn đang là người lúp xem video clip này, các bạn không giúp đỡ người khác, các bạn không lo cho người khác, các bạn không quan tâm cho người khác, các bạn có cảm thấy vui không? Nếu một ngày nào đó mình không quan tâm tới ai hết, không để ý tới ai hết, không lo cho ai hết, không có một người nào trong đầu của mình để mình suy nghĩ và quan tâm hết, ngày đó là ngày các bạn có cảm thấy hạnh phúc, có cảm thấy vui vẻ, có cảm thấy năng lượng và nhiệt tình không? No God! No God! No! Không, đúng không? Và khi mà mình có thể có một ai đó mà mình thể hiện sự quan tâm của mình sẽ cảm thấy rất là vui, rất là happy, rất là sướng. Bởi vì khi đó mình được thỏa mãn con người của mình, cái nhu cầu sâu thẳm bên trong của mình là được quan tâm tới người khác. Và đó là lúc mà việc mình quan tâm tới người khác làm cho mình cảm thấy cực kỳ vui và hạnh phúc. Nên thật ra khi mình thể hiện lo cho người khác, cái quan trọng nhất là mình đang lo cho chính mình, mình đang sống vì mình. Bởi vì mình có một cái cực nhu cầu là phải lo cho người khác. Nếu mình không thỏa mãn nhu cầu đó của bản thân cá nhân của mình sẽ cảm thấy không vui. Còn nếu mình thỏa mãn nhu cầu đó, mình cảm thấy vui, thì chẳng phải là việc đó các bạn làm là bởi vì nhu cầu của bản thân của chính mình hay sao? Hãy nhìn thấu ra chuyện đó, các bạn sẽ bắt đầu nhìn mọi chuyện rộng ra hơn. Và đây không chỉ là quan điểm cá nhân của anh. Trong công trình nghiên cứu rất nổi tiếng về tháp nhu cầu của Maslow, ông nói là mỗi người luôn có cái xu hướng là thỏa mãn nhu cầu của mình từ thấp lên tới cao, và sẽ đi từ dưới bậc tháp lên tới cao nhất trên bậc tháp này. Và cái mức là self-actualization, tạm dịch là người muốn thực hiện hóa hết những cái giấc mơ, những cái khả năng của bản thân mình, vì mình muốn bộc lộ được hết con người của mình. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là mình muốn trở thành cái phiên bản tốt nhất bản thân mình có thể bộc lộ ra ngoài và hiện thực hóa được nó. Mình càng sống hết mình với những cái đam mê của mình, những tiềm năng của mình, những cái mục tiêu của mình, những cái nhu cầu của mình, mình càng hết mình vì nó bao nhiêu, mình sẽ càng cảm thấy sung sướng bấy nhiêu. Đó là cái nhu cầu cao nhất trong cái tháp của Maslow. Nên
hãy nhìn kỹ vào chuyện đó để nhận ra một điều là ai cũng làm vì chính mình hết, nên đừng có những băn khoăn đó. Chúng ta làm chuyện đó bởi vì thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình là điều số 1 anh muốn chia sẻ với các bạn. Điều số 2, giúp mình và giúp người khác không phải là hai thứ tách bạch ra, đó là hai thứ song song với nhau, giống như là âm và dương vậy đó. Không thể có một thứ này mà thiếu thứ kia được, hai cái đó luôn đi song hành với nhau. Với người lớp, nếu mà các bạn muốn giúp được càng nhiều người hơn, các bạn cũng càng phải giỏi hơn, trau dồi sức khỏe cho mình. Mình càng khỏe mạnh, mình càng giỏi giang, mình càng hiểu về người khác hơn, mình càng có thể giúp được họ nhiều hơn, giúp được nhiều người hơn, và giúp họ ở một cái level sâu sắc và hiệu quả hơn. Nên hãy lấy nó làm động lực, giúp người khác làm động lực để chúng ta phát triển bản thân của mình liên tục giỏi giang hơn, liên tục có những thứ cho con người này được phát triển, thì khi đó các bạn cũng sẽ giúp được nhiều người hơn rất là nhiều. Khi nhìn cái khía cạnh giống như vậy, ok, ngược lại người world cũng vậy. Các bạn không thể nào đạt được mục tiêu của mình mà không giúp đỡ người khác được. Nếu chúng ta giúp được càng nhiều người, nghĩa là mình đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Steve Jobs chắc chắn là người không phải vì người khác. Nếu các bạn có đọc tiểu sử của Steve Jobs, tất cả những thứ mà ông làm đều là vì bản thân của ông, muốn khẳng định tiếng nói của mình, tài năng của mình và những thứ mình muốn tạo ra trong cuộc đời này. Vì mình và mình. Make a dance in the universe. Hãy để lại một cái dấu ấn trong vũ trụ này nếu tôi đã sinh ra đời. Đó luôn là cái ấp ủ của Steve Jobs. Nhưng khi ông đổ cái hết tâm sức của mình vào để tạo ra một cái sản phẩm, một thứ thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp, đó là lúc mà ông phải dành thời gian để ý tới người khác. Hey, vậy mọi người cần điều gì ta? Tâm lý của mọi người đã làm sao? Làm sao để đem cái này đến với họ? Và cái thứ mà mình sắp tạo ra này sẽ giúp họ như thế nào trong cuộc sống của mình? Chỉ khi nào mà thứ mà mình muốn tạo ra có thể giúp được rất nhiều những người khác, thì khi đó mình mới thể hiện được hết những năng lực của mình mà mình mang lại cho họ. Và mình sẽ có được kết quả mà mình mong muốn, là tạo được dấu ấn cá nhân của mình. Và khi mà sản phẩm nó ra đời, Steve Jobs đã giúp được rất nhiều những người khác tiện dụng hơn, thoải mái hơn, sáng tạo hơn và mang lại nhiều cảm hứng hơn cho họ. Nhưng ổng chưa bao giờ làm điều đó bởi vì người khác, ổng làm bởi vì chính bản thân của mình. Và một lần nữa, để bản thân của mình nhận được nhiều hơn, ổng phải để ý, suy nghĩ, quan tâm và mang lại nhiều giá trị hơn cho người khác. Nên đối với người world cũng vậy, chúng ta hiểu việc song hành đó, hai cái đó với nhau, để đôi khi mình phải để tâm tới người khác, hiểu họ cần gì và mang lại giá trị cho họ. Đó là lúc mà các bạn cũng phát triển hơn. Và điều cuối cùng anh muốn chia sẻ và kết lại video này, đó là việc quan tâm tới người khác không liên quan gì tới tính cách bẩm sinh hết. Đó là sự trưởng thành của một người. Việc mình có quan tâm người khác hay không, nó dựa trên sự trưởng thành trong nhận thức của một người. Để càng lớn, càng hiểu ra nhiều điều, càng giỏi hơn, mình sẽ càng biết là mình nên quan tâm tới ai, quan tâm cái gì của họ và quan tâm một cách như thế nào. Và đó là một cái quá trình trưởng thành của một con người. Hy vọng là các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về chủng vân tay của hai cái chủng có vẻ như là đối lập này, nhưng thật ra chẳng có gì đối lập hết. Ok, thành ra là có nhiều cái thông tin bị miss, bị hiểu lầm khi mà về những kinh nghiệm về chủng vân tay không được sâu, và mọi người chỉ nghe về những thông tin cơ bản thôi, khiến cho mình hiểu sai và có những cái suy nghĩ, có những cái áp lực, có những cái căng thẳng liên quan tới chủng vân tay của mình. Thành ra nếu bạn nào có những băn khoăn nào rất cụ thể về chủ đề này và muốn anh chia sẻ thêm với mọi người, có thể comment xuống phía dưới. Nếu đó là một cái câu hỏi hay và mọi người cũng quan tâm, anh sẽ làm nhiều về chủ đề này hơn dành cho các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của anh, nhớ bấm vào nút subscribe phía dưới và bật cái chuông lên để nhận được thông báo. Mỗi tuần anh sẽ đăng lên ít nhất là 2 video clip với những chủ đề giống như vậy dành riêng cho các bạn.